Con này của Thiện chắc phải 2m3 nhỉ. Đây con rìa của mình đây các bạn nhé. Đang bùm 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 này. À đồ. Đấy cứ đi hết cái ruộng đấy đi. Đi đi thẳng đi, thẳng bờ dưới đi. Đi đi thẳng chua mẹ. Kia đừng lên thẳng cao thôi. Cái đây. Chấm chấm như đây. Đấy được rồi. Chấm chấm như đây. Dù vậy thôi à. Dù vậy thôi à. Dù vậy thằng ăn. Không bằng con kia. Ôi. Con này là bị nánh rồi, giờ vẫn chưa sửa. Thiện ông cầm dây mà chạy. Tính mấy thanh niên nghiện rượu. Tí tuổi đã nghiện rượu. May cài thì đeo được. Đây. Tính thanh niên nghiện rượu. Ơi đâm đi. Căng à. Mày đầu đi thôi thả đi. Quay mấy lúc rồi à? Đấy. Lèo lên cái mà đâm cái nó dễ ngay. Mày quay ngược sáng hơi khó nhìn. Giờ thằng Huy nánh thằng đấy thì mày cứ lên đây, mày đi về đấy làm gì? Giờ mày nánh ra đồng thì mày cứ lên đây. Hả? Mày cọc lên đây, cặp cùng thằng Thiện này là sao Diều nó vướng vào nhau được. Lên cắm gần Thiện, Diều Thiện mỗi con một hướng, Diều mày ở ngoài đấy thì cắm về lấy làm gì? Cắm lên đây. Mày cắm không đấy nữa, giờ mày chó sang thì nó lại quấn vào nhau ấy. Đây đây, giờ mày chả lao ra ngoài đây. Có đúng gió đâu. Đi lên đây. Ngon đấy. Lên dướn thẳng phết. Đi lên đây, lên thẳng chỗ Thiện nha. Thiện đi đi, Thiện về chỗ ông Huy này. Đây thằng Huy đứng lên trên. Ê. Cái Diều đã nánh lao ra ngoài lại còn đứng xuống đấy xong nữa. Hai cái nó chả vả nhau. Nữa đến lúc cắm nó mới vả. Trời toàn mây nhỉ. Xung quanh tinh mây là mây.
Vương cười lên. Cười lên. Đâu đâu hả? Khổ. Đâu đâu đâu. Đâu 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 đâu. Giờ thế đâu. Giờ thế chứ bên kia mà. Dạ. Tôi giờ thế bên kia mà.